10 tuyệt phẩm sân vận động mà Trung Quốc đã chuẩn bị cho AFC Asian Cup 2023. Sân vận động công nhân Bắc Kinh mới được bắt đầu xây dựng vào tháng 8 năm 2020, trên chính vị trí của sân vận động công nhân cũ. Công việc xây dựng hoàn thành vào tháng 12 năm 2022 và chính thức được khánh thành vào ngày 15 tháng 4 năm 2023. Với kinh phí xây dựng 484 triệu đô la Mỹ. Sân vận động công nhân mới chỉ dành riêng cho bóng đá. Nó vẫn giữ được hình dạng bầu dục, với một trong những đặc điểm nổi bật nhất gợi nhớ đến đấu trường cũ là mặt tiền bằng bê tông có 80 cột. Được tái tạo giống như sân vận động công nhân cũ. Các khán đài của sân vận động bao quanh sân ở tất cả các phía. Phần lớn các ghế trên khán đài mang màu xanh lá cây, trong khi những chiếc ghế màu vàng được sử dụng để tạo nên chữ Beijing FC ở khán đài phía đông. Hai hệ thống màn hình LED Ribbon được lắp đặt ở khu vực ngăn cách các tầng của khán đài. Sức chứa của sân vận động công nhân Bắc Kinh là 68.000 khán giả. Được bao phủ hoàn toàn bởi mái che giống như mái vòm, với bộ khung bao gồm các dầm thép được sắp xếp theo mô hình tam giác. Mái che được làm bằng vật liệu trong suốt và mặt bên ngoài được phủ bằng các tấm quang điện. Về đêm, mái che được chiếu sáng bằng nhiều màu sắc đẹp mắt. Hệ thống chiếu sáng được lắp đặt phía dưới mái che, cũng như hai màn hình video, nằm phía trên khán đài phía sau khung thành. Sân vận động công nhân mới vẫn là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Bắc Kinh Quốc An, đội bóng đang chơi tại Chinese Super League. Sân vận động bóng đá Tân Hải Thiên Tân, hay còn gọi là sân vận động bóng đá Teda, là sân bóng duy nhất được cải tạo trong số các sân vận động mà Trung Quốc chuẩn bị cho AFC Asian Cup 2023. Sân vận động này được bắt đầu xây dựng vào ngày 16 tháng 8 năm 2002 và chính thức khánh thành vào ngày 15 tháng 5 năm 2004. Với kinh phí xây dựng là 55 triệu đô la Mỹ. Nằm ở giao lộ của đường B2 và đại lộ Teda trong khu phát triển kinh tế công nghệ Thiên Tân. Sân vận động Tân Hải Thiên Tân có diện tích hơn 80.000 m2. Đây là sân vận động bóng đá chuyên nghiệp thứ hai ở Trung Quốc sau sân vận động bóng đá Hồng Khẩu Thượng Hải và cũng là một trong những công trình thể thao mang tính biểu tượng của Thiên Tân. Sân vận động Tân Hải Thiên Tân là một cấu trúc của các khung cột cong bao quanh phía sau khán đài và tạo thành cột buồm phía trên mái che. Các vì kèo mái cong được treo bằng các căng từ các cột buồm này. Tháng 6 năm 2021, sân vận động này bắt đầu quá trình cải tạo cho Asian Cup 2023 với kinh phí 47 triệu đô la Mỹ. Công việc cải tạo chủ yếu tập trung vào việc nâng cấp kiến trúc và cơ sở vật chất. Điều này bao gồm việc thay thế hoặc nâng cấp ghế ngồi, ánh sáng và màn hình LED bên trong sân vận động. Ngoài ra, sân cỏ được làm mới hiện sử dụng công nghệ cỏ lai hàng đầu thế giới, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật cho các trận đấu quốc tế ở cấp độ hạng A. Công việc cải tạo chính thức hoàn thành vào tháng 7 năm 2023. Sau cải tạo, sức chứa của sân vận động Tân Hải Thiên Tân là 36.390 khán giả. Hiện tại, đây là sân nhà của câu lạc bộ Thiên Tân Tân Môn Hổ, một đội bóng khác tại Chinese Super League. Sân vận động bóng đá Phố Đông tại thành phố Thượng Hải là sân bóng đầu tiên được hoàn thành cho Asian Cup 2023. Nó bắt đầu được xây dựng vào ngày 28 tháng 4 năm 2018 ở quận Phố Đông và cách nội thành Thượng Hải khoảng 13 km về phía đông. Sân vận động chính thức khánh thành vào ngày 31 tháng 10 năm 2020 với kinh phí xây dựng là 266 triệu đô la Mỹ. Thiết kế liền mạch, cong nhẹ nhàng của mái nhà và mặt tiền bên ngoài được ốp trong các tấm bóng trắng, mang lại cho đấu trường một hình dáng bên ngoài gợi nhớ đến một chiếc bát sứ truyền thống của Trung Quốc. Với bố cục khán đài bóng đá điển hình, không có đường chạy điền kinh. Khán đài hai tầng nhỏ gọn với các góc tròn bao quanh sân chơi ở tất cả các phía và được trang bị ghế gấp màu đỏ. Sức chứa của sân vận động là 33.756 khán giả. Khán đài được bao phủ hoàn toàn bởi một mái nhà rộng 28.300 m2. Với thiết kế tương tự như các nan hoa của bánh xe, mái che của sân vận động hoạt động như một vòng căng bên trong và vòng nén bên ngoài, tuân theo các nguyên tắc xây dựng cáp treo. Không giống như các cấu trúc truyền thống, kỹ thuật thiết kế sáng tạo này cho phép tạo ra một không gian nội thất không có giá đỡ thẳng đứng trải dài 56 m từ mép mái đến lỗ trung tâm, được sử dụng lần đầu tiên trên thế giới. Có hai màn hình lớn đã được đặt dưới mái che. Sân vận động này còn có tên gọi thương mại là SAIC Moto Pudong Arena và hiện là sân nhà của đương kim vô địch Chinese Super League, câu lạc bộ Cảng Thượng Hải.
sân vận động phường Hoàng Sơn Thành Đô được khởi công xây dựng vào ngày 22 tháng 2 năm 2019 tại huyện Kim Ngưu, thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên. Công việc xây dựng sân vận động hoàn thành vào ngày 31 tháng 3 năm 2021 và chính thức khánh thành vào ngày 9 tháng 1 năm 2022 với kinh phí xây dựng 275 triệu đô la Mỹ. Kiến trúc sân vận động gợi nhớ đến truyền thống uống trà hàng thế kỷ ở Tứ Xuyên. Hình dạng của nó có thể được xem như một cái bát không có tay cầm. Một khu vực được nâng lên xung quanh sân vận động như một chiếc đĩa, trong khi nhà thi đấu bên cạnh tượng trưng cho một cái nắp. Toàn bộ điều này được lấy cảm hứng từ một bộ truyền trà gọi là Gai Wan. Mái vòm mở của sân vận động phường Hoàng Sơn Thành Đô bao gồm các sợi cáp được phủ một lớp màng, có diện tích khoảng 27.000 m². Trong khi, mặt tiền của sân vận động là rèm kim loại màu xám nhạt với nhiều lỗ mở. Chúng bao gồm 8.800 tấm nhôm đục lỗ và 69.000 tấm cùng chất liệu nhưng không có lỗ. Tổng diện tích mặt rèm này là 61.000 m². Chúng có thể được chiếu sáng bằng nhiều màu sắc khác nhau vào ban đêm. Khán đài phường Hoàng Sơn Thành Đô chia thành hai tầng, được ngăn cách bởi một dải ghế thương gia. Một điểm đặc biệt ở khán đài sân vận động này là ở tầng dưới phía sau khung thành phía nam. Một khán đài di động 3.128 chỗ ngồi đã được lắp đặt, được sử dụng để tổ chức các loại sự kiện khác nhau. Phía trên có màn hình LED lớn kích thước 13,1m x 6,57m. Màu sắc của ghế được khảm chủ đạo bởi các sắc thái khác nhau của màu vàng và màu xanh. Trong khi mặt sân sử dụng cỏ lai, với 95% cỏ tự nhiên và 5% cỏ nhân tạo. Hiện tại đây là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Thành Đô Dung Thành, đội bóng của Chinese Super League. Sân vận động bóng đá Long Hưng Trùng Khánh được bắt đầu xây dựng vào ngày 24 tháng 4 năm 2020 tại thị trấn Long Hưng, quận Du Bắc của thành phố Trùng Khánh. Công việc xây dựng hoàn thành vào ngày 28 tháng 12 năm 2022 và chính thức khánh thành vào ngày 29 tháng 9 năm 2023. Kinh phí xây dựng sân vận động này là 382,7 triệu đô la Mỹ. Khán đài được chia thành 3 tầng, ngoại trừ khán đài phía nam, nơi tầng giữa đã được thay thế bằng một tầng thấp hơn mở rộng. Tầng dưới cùng mở rộng có sức chứa 10.000 khán giả và dành cho những người ủng hộ nhiệt tình nhất của câu lạc bộ. Đây sẽ là khán đài lớn nhất thuộc loại này ở Trung Quốc. Ở phía bắc, khán đài có thể thu vào đã được lắp đặt thay cho tầng dưới của khán đài, khi thu lại, để lộ thêm một không gian phục vụ như một sân khấu trong các buổi hòa nhạc. Các khán đài của sân vận động Long Hưng Trùng Khánh được trang bị ghế gấp với màu sắc ấm áp, được sắp xếp theo hoa văn lượn sóng. Sức chứa của sân vận động là 60.000 khán giả. Trong khi hai màn hình video được treo phía trên mái tre phía sau khung thành. Các khán đài đã được ốp một khung thép, tạo thành cơ sở cho mặt tiền và mái tre. Lớp phủ mặt tiền có những khúc cua tinh tế chạy lên trên ở một góc xiên. Mặt tiền kim loại được xen kẽ với bốn dải được tạo ra từ vật liệu trong suốt. Đèn LED được lắp đặt cho phép mặt tiền được chuyển đổi thành một màn hình đa phương tiện khổng lồ vào ban đêm. Hiện tại, sân vận động bóng đá Long Hưng Trùng Khánh là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Rồng Đồng Lương Trùng Khánh, tân binh của giải hạng nhất Trung Quốc, China League One. Sân vận động Trung tâm bóng đá Tây An của tỉnh Thiểm Tây được khởi công xây dựng tại khu thương mại Phong Đông vào ngày 13 tháng 8 năm 2020 với diện tích xây dựng 239.000 m². Sân vận động chính thức khánh thành vào ngày 30 tháng 11 năm 2023 với kinh phí xây dựng 352,7 triệu đô la Mỹ. Đây là sân vận động bóng đá chuyên nghiệp đầu tiên ở Tây Bắc Trung Quốc. Hình dạng của sân vận động giống như một làn sóng chảy, liên tưởng đến sự náo động của người hâm mộ đang xem một trận đấu hấp dẫn. Các khu vực ban công được phủ đầy cây xanh, mái tre mờ và các cột nguy nga tô điểm cho sân vận động Trung tâm bóng đá quốc tế Tây An. Các ban công với cây xanh được che chở bởi phần nhô ra của mái tre, chúng được thiết kế để cung cấp bóng mát chống lại khí hậu mùa hè nóng bức của Tây An. Phần còn lại của mặt tiền sân vận động bao gồm các cột khổng lồ và tấm ốp với đường quét sẽ giúp xua tan gió bắc. Khán đài hình yên ngựa được thiết kế bằng cách sử dụng các công cụ kỹ thuật số để tối ưu khoảng cách và tầm nhìn cho khán giả từ tất cả các ghế. Sức chứa của sân vận động quốc tế Tây An là 60.000 khán giả. Hệ thống chiếu sáng sử dụng đèn LED tiết kiệm năng lượng. Có lẽ tính năng thú vị nhất là mái tre hai lớp. Cấu trúc mái lưới cáp nhịp dài siêu nhẹ được tạo thành từ một lưới cáp căng với một màng mờ trên khu vực chỗ ngồi. Bởi vì nó rất nhẹ, mái tre sử dụng ít vật liệu hơn bình thường cần thiết để xây dựng một cái gì đó như thế này. Trong khi,
phần nhô ra phía trên khán đài bảo vệ khán giả khỏi mưa và ánh sáng trực tiếp từ mặt trời, trong khi vẫn cho phép một phần ánh sáng tự nhiên lọt vào đủ cho cỏ dưới sân phát triển. Hiện tại, vẫn chưa có thông tin về câu lạc bộ bóng đá được sử dụng sân vận động Trung tâm bóng đá quốc tế Tây An làm sân nhà. Sân vận động bóng đá Vịnh Suối Yêu Đại Liên được khởi công xây dựng vào ngày 11 tháng 10 năm 2020 trên một mỏm đất nhân tạo rộng 26,5 ha ở rìa phía bắc của Vịnh Đại Liên. Công việc xây dựng sân vận động hoàn thành vào cuối năm 2022 và chính thức khánh thành vào ngày 16 tháng 6 năm 2023. Kinh phí xây dựng sân vận động là 261,5 triệu đô la Mỹ. Thiết kế sân vận động bóng đá Vịnh Suối Yêu Đại Liên lấy cảm hứng từ sóng biển và vỏ sò. Mặt tiền được hình thành bởi các vòng tròn chồng lên nhau nhằm phản chiếu sóng biển. Các tấm EPFI màu xanh bao phủ sân vận động phản chiếu ánh sáng lung linh như nước ở Vịnh Đại Liên. Vào ban đêm, chúng có thể được sử dụng để tạo ra ánh sáng nổi bật. Nhìn từ bên ngoài, sân vận động có đường viền hình bầu dục, thậm chí gần như một vòng tròn, trong khi bên trong, khán đài có bố cục bóng đá đặc trưng bao quanh sân chơi hình chữ nhật. Khán đài được chia thành 3 tầng và chứa 63.000 khán giả. Các khán đài được trang bị ghế ngồi với tông màu xanh và xám, được sắp xếp theo mô hình sóng biển. Các tầng khán đài cũng được ngăn cách bởi hai dải LED vi băng. Khán đài được bao phủ bởi một mái che màng trắng, được giữ bởi một cấu trúc gân. Đèn pha và hai màn hình video được treo trên mái che. Sân vận động được trang bị công nghệ hiện đại và cơ sở vật chất cần thiết để tổ chức các sự kiện ở mức cao nhất. Hiện tại, sân vận động bóng đá Vịnh Suối Yêu Đại Liên đang là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp Đại Liên, đội bóng vừa phải xuống hạng nhất sau mùa giải Chinese Super League 2023. Sân vận động bóng đá thanh niên Thanh Đảo của tỉnh Sơn Đông được khởi công vào ngày 31 tháng 7 năm 2020 tại trung tâm của quận Thành Dương, cách trung tâm thành phố Thanh Đảo khoảng 25 km về phía bắc. Sân vận động chính thức khánh thành vào ngày 25 tháng 4 năm 2023 với kinh phí xây dựng 494,5 triệu đô la Mỹ. Nó là sân vận động bóng đá chuyên nghiệp lớn nhất ở tỉnh Sơn Đông, đáp ứng các yêu cầu của FIFA để tổ chức các trận đấu cấp cao nhất. Thiết kế của sân vận động dựa trên phong cảnh biển đặc trưng của Thanh Đảo. Các đường lượn sóng chạy dọc theo mặt tiền tượng trưng cho những con sóng biển, di chuyển lên xuống nhịp nhàng và nhấn mạnh tính hiện đại, năng động của thành phố. Khán đài được chia thành hai phần với khán đài chính nằm ở phía Tây. Sức chứa của sân vận động bóng đá thanh niên Thanh Đảo là 50.000 khán giả. Bầu không khí biển cũng được gợi nhớ bởi cách phối màu trắng và xanh của các ghế trên khán đài. Các khán đài được làm bằng bê tông cốt thép, trong khi mái và mặt tiền nằm trên kết cấu dàn thép hỗ trợ. Mặt tiền được chiếu sáng bằng đèn LED để tạo hình ảnh động nổi bật vào ban đêm. Mái của sân vận động bao phủ tất cả các ghế trên khán đài và phần lớn được làm bằng các tấm EPFI trong suốt. Nhịp mái theo hướng Bắc Nam khoảng 234m và theo hướng Đông Tây khoảng 198m. Hai màn hình video và đèn chiếu sáng được treo trên mái che. Chiều cao tối đa của sân vận động là 48,5m. Sân vận động bóng đá thanh niên Thanh Đảo hiện là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Hải Ngư Thanh Đảo, đội bóng đang chơi tại Chinese Super League. Sân vận động Diệp Bạch Hà Môn tỉnh Phúc Kiến được bắt đầu xây dựng vào ngày 26 tháng 8 năm 2020 ở quận Tường An của thành phố Hà Môn. Sân vận động chính thức khánh thành vào ngày 2 tháng 9 năm 2023 với kinh phí xây dựng 515,5 triệu đô la Mỹ. Hình dáng sân vận động gợi nhớ đến hình ảnh một chú chim diệp bạch đang bay. Để đạt được hình dạng này, mái sân vận động dựa trên hai vòng thép khổng lồ chạy phía trên nó. Phần trung tâm của mái che được làm bằng màng EPFI trong suốt. Dưới mái che, đèn pha, các thành phần hệ thống âm thanh và hai màn hình video được lắp đặt. Khán đài chính của sân vận động nằm ở phía Tây. Khán đài được trang bị ghế mang các sắc thái của màu xanh, bên cạnh màu trắng và tím. Trên tầng cao nhất, các ghế được sắp xếp theo hình tượng thể hiện các giai đoạn khác nhau khi cất cánh của một chú chim diệp bạch. Khán đài phía Nam có một khoảng trống, để lộ một mái vòm được tạo ra giữa các chân của vòm thép chính. Khán đài của sân vận động Diệp Bạch Hà Môn được chia thành 3 tầng, với tầng thứ 2 và thứ 3 cố định. Trong khi tầng thấp nhất được tạo thành từ các mô đun di động, cho phép thay đổi cấu hình từ bóng đá sang điền kinh và ngược lại.
đây là sân vận động thứ 3 trên thế giới cho phép thay đổi bố cục khán đài tương tự sau Stade de France và sân vận động quốc gia Singapore. Ở cấu hình điền kinh, sức chứa sân vận động Diệp Bạch Hạ Môn là 53.433 khán giả. Trong khi ở cấu hình bóng đá, các khán đài di động được di chuyển đến gần sân hơn và một khu vực trống được tạo ra phía sau chúng, nơi các hàng ghế bổ sung được lắp đặt, tăng sức chứa lên hơn 7.000 chỗ ngồi, đạt mức 60.592 khán giả. Phải mất đến một tuần cho mỗi lần thay đổi cấu hình sân vận động. Hiện tại chưa có câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp nào chọn sân vận động này làm sân nhà. Sân vận động bóng đá Côn Sơn của tỉnh Giang Tô được bắt đầu xây dựng vào ngày 29 tháng 10 năm 2020, nằm ở phía đông của đại lộ Đông Thành trong khu phát triển Côn Sơn, có diện tích 600.000m², thuộc thành phố Tô Châu. Công việc xây dựng hoàn thành vào tháng 8 năm 2023, với kinh phí xây dựng 235,6 triệu USD. Sân vận động bóng đá Côn Sơn đáp ứng các yêu cầu cho một sân vận động hạng A của FIFA. Sân vận động có hình bầu dục. Mặt tiền sân vận động có thiết kế dựa trên cấu trúc hình quạt với 36 trụ bê tông đôi, uốn cong hoàn toàn có thể nhìn thấy ở bên ngoài. Ở phía trên, dầm thép sẽ được gắn vào trụ bê tông để tạo thành kết cấu mái. Mái sân vận động sẽ bao phủ toàn bộ khán đài với diện tích 32.771m². Cấu trúc màng PTFE mềm mại trong suốt trên mặt tiền và mái sân vận động, bao quanh cấu trúc khán đài vững chắc và cho phép ánh sáng xuyên qua vào trong sân. Các khán đài bao quanh sân chơi được chia thành 2 tầng. Ghế trên khán đài sẽ tạo thành một bức tranh khảm, bao gồm chủ yếu là các sắc thái của màu ngọc lam. Sức chứa của sân vận động bóng đá Côn Sơn là 45.000 khán giả. Hai màn hình video sẽ được lắp đặt ở khán đài phía sau khung thành. Chưa có thông tin về câu lạc bộ bóng đá sẽ sử dụng sân vận động này làm sân nhà,